Những diễn biến trong giai đoạn đầu tiên của bóng đá châu Âu mùa giải năm nay đã khiến cho người hâm mộ cảm thấy rạo rực hơn bao giờ hết, khi mà ông lớn nào cũng đều đang sẵn sàng thể hiện tham vọng của mình. Tuy nhiên, trong top 5 giải đấu hàng đầu châu Âu ở thời điểm hiện tại, cũng chỉ còn có 3 đội bóng giữ được cho mình thành tích toàn thắng là Manchester City, Real Madrid cùng với Inter Milan. Mỗi ông lớn trong số 3 gương mặt trên đều có cho mình một phong cách riêng, một nét riêng để tạo ra được sự thành công ở thời điểm này của mùa giải. Với việc trình độ của các đội bóng đang ngày càng được kéo xích lại gần nhau hơn trong vài năm trở lại đây, việc có được cho mình chuỗi trận bất bại đã khó chứ chưa nói đến việc có được một chuỗi trận toàn thắng. Sẽ có những cộng viên trung lập cho rằng chừng đó trận thắng sẽ chưa là gì khi mà mùa giải vẫn còn cả một chặng đường rất dài phía trước. Nhưng trên bình diện châu Âu lúc này chỉ còn có 3 đội làm được cái điều chưa là gì đó, dù rằng con đường của mỗi đội bóng đều là rất khác nhau. Cái tên mà người hâm mộ sẽ phải nhắc tới đầu tiên sẽ là Manchester City, đội bóng vẫn đang thể hiện được sức mạnh tuyệt đối ở đấu trường Premier League mùa giải năm nay. Đây có thể sẽ chẳng phải một kết quả với những người hâm mộ của giới túc cầu khi mà đội hình của The Citizen không có quá nhiều biến động trong mùa hè vừa qua. Với sự ra đi của những cái tên như Joao Cancelo cùng với Ike Gundogan, thì nửa xanh thành Manchester đều có được sự thay thế xứng đáng của những gương mặt như Vardiol cùng với cả Mateo Kovacic. Tất nhiên những tân binh này sẽ không chỉ có nhiệm vụ là chám vào vị trí của những ngôi sao và ra đi, bởi Pep Guardiola sẽ muốn nhiều hơn thế. Đối với bất kỳ một tập thể nào, sự cạnh tranh cũng là vô cùng cần thiết để mỗi cá nhân có thể ngày càng hoàn thiện hơn và hướng tới mục tiêu cao hơn trong từng giai đoạn. Đối với Man City, đây lại càng là yếu tố quan trọng để giúp cho cao thủ không ngủ quên trên chiến thắng sau cú ăn ba lịch sử ở mùa giải trước. Việc mang về những tân binh chất lượng như là Doku hay Vardiol giống như một lời nhắc nhở của Pep với các học trò rằng nếu như không thể hiện tốt thì bất kỳ ai cũng có thể bị đào thải. Để rồi khi nhìn vào những gì mà đội chủ sân Etihad thể hiện sau 5 vòng đấu đầu tiên, có lẽ sẽ chẳng ai nghi ngờ gì về việc đoàn quân của Pep liệu có đang gặp phải bất kỳ một vấn đề gì liên quan tới yếu tố chuyên môn hay không. Không thể nói rằng Pep cùng các học trò chưa phải đối mặt với thử thách nào khi mà cả Newcastle lẫn West Ham United đều là những cái tên rất đáng để e ngại ở mùa này. Nhưng ở mỗi thời điểm khác nhau, vị trí lực gia người Tây Ban Nha lại có cho mình những đấu pháp khác nhau để làm nên sự khác biệt. Khả năng săn bàn của Erling Haaland vẫn là đầu tàu không thể thay thế của những nhà đương kim vô địch châu Âu. Dù đội bóng nào cũng hiểu rõ, chân sút người Na Uy sẽ phải là người cần được theo kèm nhiều nhất trong từng trận đấu. Nhưng dường như việc biết trước đề bài cũng chẳng thể giúp họ tìm ra được đáp án. Nhưng đối với Man City, sức mạnh để làm nên nhà vô địch châu Âu chắc chắn sẽ không chỉ phụ thuộc vào một cái tên duy nhất ở vị trí mũi nhọn hàng công, mà đó còn là thực lực và sự nỗ lực của tất cả những gương mặt còn lại. Nhìn vào thái độ cùng với tinh thần của một tân binh như Jeremy Doku, người hâm mộ có lẽ cũng phần nào hiểu được rằng Man City đang sở hữu cho mình một tập thể đáng sợ ra sao ở mọi vị trí. Cái cách Doku nỗ lực để tạo ra dấu ấn cũng như sự ảnh hưởng của mình ngay trong những trận đấu đầu tiên đã cho thấy Pep Guardiola đang thực sự có trong tay một đội ngũ đồng đều và chất lượng bậc nhất châu Âu vào lúc này. Bởi ngay cả khi rơi vào những tình cảnh khó khăn, Man City vẫn biết cách vượt qua được nghịch cảnh nhờ vào những tố chất của các ngôi sao trong đội hình, và khi tất cả những yếu tố đó hội tụ lại với nhau, người hâm mộ có lẽ đều sẽ có chung một cảm nhận rằng Man City có thể giành được chiến thắng ở mọi trận đấu. Đó chính là sự đáng sợ của cỗ máy chiến thắng mà Pep Guardiola đang tạo ra vào lúc này. Trong khi đó, một ông lớn khác của lục địa già cũng đang có được cho mình chuỗi trận toàn thắng ở sân chơi quốc nội là Real Madrid lại không thực sự mang tới cảm giác hủy diệt như những gì mà Man City đã làm được. Nhưng tất nhiên, với một vị chiến lược gia lão làng và đẳng cấp như Carlo Ancelotti, ông có cách riêng để có thể tạo ra được bí quyết thành công cho chính mình. Ngay ở trận đấu gần nhất với Real Sociedad, chính Los Blancos là đội đã để cho đối phương vươn lên dẫn trước từ sớm và phải đối mặt với không ít những khó khăn trong nỗ lực tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Sự đột biến chỉ tới khi mà Federico Valverde có được tình huống đệm lòng đẳng cấp từ ngoài vòng cấm sau đường truyền chính xác của Fran Garcia từ phía hành lang cánh trái. Chính hậu vệ cánh của đội chủ sân Bernabeu cũng là người có được pha tạt bóng như đặt để Joselu ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 dành cho đội chủ nhà. Như mọi người có thể thấy từ chính trận đấu này, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không phải một đội bóng có khả năng thi đấu áp đảo so với đối phương. Họ cũng đã mất không ít thời gian để có thể tìm kiếm những phương án khác nhau với mục tiêu là xuyên thủng mảnh lưới đối phương. Trên thực tế, đây đã là trận đấu thứ 3 liên tiếp mà các học trò của ông Ancelotti có được chiến thắng với cách biệt một bàn trước đối thủ ở đấu trường quốc nội. Điểm đặc biệt ở chỗ tất cả các bàn thắng trong 3 trận gần nhất của Real đều có được trong hiệp đấu thứ 2. Điều này cho thấy các học trò của ông Ancelotti sẽ có cho mình khởi đầu khá chậm trong giai đoạn đầu của mỗi trận đấu. Nhưng đây không hẳn là một nét tiêu cực trong lối chơi của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.
Bởi sau quãng nghỉ giữa mỗi hiệp thì đại diện của thủ đô Madrid đều biết cách xuyên thủng hàng thủ đối phương sau khi đã nghiên cứu ở 45 phút đầu tiên để giành được chiến thắng chung cuộc. Có thể nhiều người nghĩ rằng những chiến thắng theo kiểu này của Real Madrid sẽ tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Đối với Real Madrid, đó lại là một cách để thể hiện bản lĩnh của đội chủ sân Santiago Bernabeu, cùng với lời khẳng định rằng sẽ không dễ dàng để có được 3 điểm trước chính họ, dù bạn có bàn thắng dẫn trước đi chăng nữa. Đó có thể là những chiến thắng mang tới cảm giác trông chênh như đang đi trên dây, để rồi cuối cùng chính các thủ Real Madrid là người sẽ mang đến cho bạn cảm giác hạnh phúc bởi đẳng cấp cùng bản lĩnh cho phép họ làm được điều đó. Để rồi có lẽ sẽ không nhiều người nghĩ rằng Inter Milan là cái tên còn lại trong danh sách những ông lớn của châu Âu vẫn có được chuỗi trận toàn thắng mùa này. Việc lọt vào tới trận chung kết Champions League có thể được xem là thành công, khiến cho nhiều cổ động viên phải tự hào về nửa xanh đen thành Milan. Tuy nhiên, sẽ không nhiều người đánh giá cao việc đại diện của nước Ý có thể duy trì được phong độ cao đó khi bước vào mùa giải năm nay, nhất là trong bối cảnh Inter đã phải chia tay với một số trụ cột như Andre Onana, Brozovic hay Gosens. Đó ắt sẽ phải là một nhiệm vụ không hề dễ dàng để đoàn quân của ông Simone Inzaghi tạo ra được dấu ấn cho riêng mình. Để rồi đội chủ sân Giuseppe Meazza đã biết cách sử dụng chính phong độ trên sân cỏ để đập tan mọi hoài nghi tới từ truyền thông hay người hâm mộ. 12 điểm tuyệt đối sau 4 vòng đấu cùng với con số 13 bàn thắng đã cho thấy sự áp đảo của hàng công Inter Milan so với những đối thủ cạnh tranh trực tiếp nơi top đầu của bảng xếp hạng. Không cần phải sở hữu những ngôi sao sáng giá nhất của lục địa giả, nhưng nửa xanh đen của thành Milan lại có được sự dung hòa hoàn hảo của những cựu binh chất lượng như Lautaro Martinez bên cạnh một tân binh khao khát thể hiện được giá trị của mình là Marco Thuram. Chiến thắng giòn giã 5-1 trước đại kình địch AC Milan giống như một lời khẳng định đanh thép của thầy trò Inzaghi rằng họ đã sẵn sàng cho cuộc đua vô địch ở mùa giải năm nay, dù không sở hữu cho mình một đội hình có chất lượng nhân sự vượt trội so với bất kỳ đối thủ cạnh tranh trực tiếp nào. Nhưng sự ăn ý cùng với khả năng kết dính trong lối chơi đang khiến cho Inter trở thành thách thức hàng đầu ở Serie A nói chung và châu Âu mùa này. Như đã nói, ba cái tên kể trên đều đang có cho mình những câu chuyện khác nhau cũng như cách thể hiện khác nhau trên sân cỏ. Dù vậy, bất kỳ một tín đồ nào của Túc Cầu Giáo cũng sẽ hiểu rằng cả ba ông lớn đều sẽ hướng đến một mục tiêu quan trọng nhất, chính là chiếc vô địch vào cuối mùa giải. Chúng ta sẽ chẳng thể khẳng định được rằng chuỗi thành tích toàn thắng này còn có thể duy trì được đến bao lâu, nhưng chí ít những gì mà Real Madrid, Man City hay Inter Milan đang làm được lúc này đủ để tạo ra áp lực tâm lý không hề nhỏ cho các đối thủ cạnh tranh trực tiếp của chính họ. Bởi mỗi đội bóng khi phải đối mặt với một đối thủ đang có thành tích toàn thắng ấn tượng, họ sẽ phải liên tục đặt ra câu hỏi rằng làm thế nào có thể ngăn cản chuỗi trận đó. Và chính những câu hỏi đó sẽ trở thành áp lực vô hình, khiến cho các đối thủ của những ông lớn kể trên khó có thể thể hiện hết được khả năng của mình.